và lần trở lại này cũng được Hà mong muốn và Hà xin khẳng định một lần nữa đây sẽ là lần trở lại thật sự của không chỉ riêng Hà mà còn tất cả những bạn trong cộng đồng LGBT và Hà sẽ là một trong những người đại diện xuất sắc nhất trong vấn đề đó. Rồi, chào đón chào các bạn nha. Xin chào quý độc giả của Saigon Daily, mình là Đỗ Nhân Hà, Hoa hậu Chủ nhật Việt Nam 2018. Hôm nay đến với cái buổi đám mắt tiên gái lạnh chiều thì em cảm thấy như thế nào? Thật sự là cảm thấy rất là choáng ngợp, giống như là một cái đêm trao giải Hollywood vậy đó. Tại vì bản thân Hà cũng là một fan của Gái già đám chưa và suốt từng phần nào cũng coi hết. Thì đây giống như là một cái sự trở lại ngoạn mục của Gái già đám chưa sau một khoảng thời gian dài bị bending rất là nhiều, bị hoãn chiếu cũng như là gặp những rất là nhiều những cái khó khăn, những cái trục trặc, nhưng cuối cùng bộ phim vẫn có thể ra mắt đến quý vị khán giả và đặc biệt là một trong những fan của bộ phim nữa. Thì cảm giác của Hà lần này rất là sung sướng và bây giờ mình chỉ muốn đi vào rạp để mà coi phim thôi. Năm vừa rồi của Đỗ Nhân Hà như thế nào? Anh thấy em vừa đóng phim Nam Mỹ này ha, rồi làm MC một cái chương trình nữa, thì các bạn chia sẻ năm vừa rồi của mình. Thật sự thì cũng là một cái may mắn rất là lớn đối với Nhật Hà. Bởi vì trong năm vừa qua thì mọi người cũng thấy là những cái dự án, tất cả mọi hoạt động trong những showbiz gần như là bị đóng băng hết. Nhưng bản thân mình vẫn có cơ hội được tham gia rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như là tham gia đóng phim nè, một cái lĩnh vực hoàn toàn mới đối với Hà. Hay là gần đây nhất là xuất hiện với vai trò là một MC trong chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ. Và cũng được cái sự đón nhận rất là nồng nhiệt của quý khán giả cũng như phản ứng rất là tích cực từ mọi người. Thì đó là một trong những cái điểm động lực rất là lớn đối với Hà để mình có thể phát triển nhiều hơn và đầu tư vào nó một cách nghiêm túc hơn. Hình như là còn ngồi ở một cái show về tình yêu đúng không? Dạ đúng rồi. Hò hoành đúng không? Dạ. Để có thể chia sẻ cái cảm xúc, cái kỷ niệm từ cái chương trình đó với mọi người. Đi vào chương trình đó thì lúc đầu thì Hà giống như bị lọt thỏm vậy, tại vì cũng biết là mấy bạn rất là xinh. Còn mình thì giống như là một cái phạm trù nó khác hơn mấy bạn một chút ấy. Bởi mấy bạn hay gọi mình là mẹ đó. Trong chương trình thì giống như là mẹ của mọi người. Nhưng mà tham gia được một khoảng thời gian chung với tất cả các cô gái trong chương trình đó thì mình cũng một phần cũng tích lũy được rất là nhiều những cái kinh nghiệm để tham gia những cái show truyền hình thực tế khác, cũng như là mình có thời gian để trau dồi bản thân mình nhiều hơn và trải nghiệm cùng với mọi người rất là nhiều những cái kỷ niệm của tất cả các bạn. Và đó là một trong những cái khoảng thời gian rất thú vị đối với Hà năm nay vừa rồi. Hà có nghĩ đó là những cái trải nghiệm tạo nên cái thế mạnh của mình khi đến với Miss Universe sắp tới không? Tại vì Miss Universe cũng là thế mà. Thật sự thì cảm thấy giống như là mình đang đặt những cái viên gạch đầu tiên và từ từ đang xây được cho mình một bức tường thành kiên cố một cách nhất định rồi. Thì đến với Miss Universe năm nay thì không phải là mọi người sẽ nghĩ là Hà sẽ có nhiều kinh nghiệm hay là mình gai góc hơn tất cả các bạn thí sinh khác đâu. Khi mình đến với Miss Universe thì việc mình có nhiều kinh nghiệm hơn, mình có nhiều cơ hội để trải nghiệm thực tế hơn thì đó cũng là một trong những cái lợi thế của mình để mình có thể vững vàng hơn. Nhưng mà để đến với Miss Universe thì mình cũng như các bạn khác, mình vẫn là một thí sinh, mình vẫn sẽ phải trải qua rất là nhiều những thử thách của chương trình, cũng như sẽ đến với cuộc thi với một tâm thế là một người hoàn toàn mới, và mình đến với cuộc thi để mình có thể mang câu chuyện của mình, mang tiếng nói của mình nhiều hơn, truyền tải thông điệp tích cực hơn đối với tất cả vị khán giả, và đặc biệt là tất cả những con người, những công dân ở Việt Nam, họ sẽ có một cái nhìn thật sự là tích cực. Và lần trở lại này của Nhật Hà mong muốn và Hà xin khẳng định một lần nữa đây sẽ là lần trở lại thật sự của không chỉ riêng Hà mà còn tất cả những bạn trong cộng đồng LGBT, và Hà sẽ là một trong những người đại diện xuất sắc nhất trong vấn đề đó. Rồi, mong là Hà sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người khi đến cuộc thi ha. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Saigon Daily vì khán giả đã luôn ủng hộ cho Hà. Cảm ơn em nha.